thưa quý vị trong khuôn khổ chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Vương quốc Anh do cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tổ chức đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Phạm Quang Nguyên tỉnh ủy viên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trường đoàn và đồng chí Bùi Huy Vĩnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh đã tham dự buổi tọa đàm kết nối Việt Nam West Milan, vùng Tây Trung nước Anh phát biểu tại buổi tọa đàm phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc phạm quang nguyên thông tin khái quát về tiềm năng thế mạnh và tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh vĩnh phúc phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh phạm quang nguyên đề xuất một số nội dung hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của vương quốc anh như công nghiệp công nghệ cao chuyển đổi số chuyển đổi danh giáo dục đào tạo đồng thời khẳng định Tỉnh Vĩnh Phúc luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến từ Vương quốc Anh nói chung và thành phố Birmingham nói riêng đến tìm hiểu và đầu tư tại Vĩnh Phúc. Tại diễn đàn, các doanh nghiệp, đối tác, nhà đầu tư tại Vương quốc Anh bày tỏ sự quan tâm đến thị trường Việt Nam và mong muốn có cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch với các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Các đại biểu dành nhiều câu hỏi về nguồn lao động, về chính sách thu hút đầu tư về thương mại công bằng, về làn sóng đầu tư vào Việt Nam, về những lợi ích và thách thức của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam đã ký kết. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Quang Nguyên cùng lãnh đạo một số địa phương đã đến chào xã giao ngài thị trưởng thành phố Birmingham.